Chào mừng các em học sinh đã đến với series Giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 của anh Nữ Jim. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần Language của Unit 8, New Ways to Learn. Ở hoạt động đầu tiên, các em sẽ được tìm hiểu về Sentence Stress, trọng âm câu. Các em sẽ nghe đoạn audio sau và nhắc lại nhé. Hãy chú ý đến những từ được nhấn mạnh mà bôi đậm ở trong những câu sau. Track 59. Unit 8. New Ways to Learn. Page 87. Language. Pronunciation. Sentence Stress. Activity 1. Listen and repeat. Pay attention to the stressed words in bold in the sentences. 1. We should finish the project for our history class. 2. Peter is revising for his exam next week. 3. Students will spend more time working with other classmates. 4. I like to watch videos that help me learn new things. 5. I have installed some apps on my phone. Rồi, ok. Thì qua đoạn băng vừa rồi thì các em có thể thấy là những cái từ được nhấn mạnh này nó sẽ là những từ như thế nào ạ? Nó sẽ thường là những cái động từ chính, danh từ chính hoặc là tính từ, trạng từ chính mà người nói muốn nhấn mạnh ở trong cái câu đó. Ví dụ như là câu số 5 đi, tôi vừa cài đặt một vài những cái ứng dụng trên điện thoại của tôi. Thì ở đây chúng ta sẽ nhấn vào động từ đấy là cài đặt này, ứng dụng này và danh từ là điện thoại của tôi. Đó thì đó là kiến thức về trọng âm câu. Rồi, bây giờ các em hãy thử nhìn cái bài tập này. Bài tập này thì không có audio. Các em sẽ thử đọc xem là với những cái câu này thì mình sẽ nhấn mạnh vào những từ nào. Hãy gạch chân dưới những từ mà các em muốn nhấn mạnh nhé. Sau đó thì hãy đọc to cái câu đấy lên. Cùng xem cô chữa nhé. Ở câu số 1 thì chúng ta có các từ cần nhấn mạnh như sau. Cô giáo của tôi thường đưa cho chúng tôi những video để xem ở nhà. Rồi ạ, chúng ta sẽ gạch chân dưới những danh từ, động từ được chú trọng ở trong câu. Our teacher often gives us videos to watch at home. Đó, và tương tự câu số 2. I never read books on my tablet at night. It is a new way of learning and students really like it. Câu số 4. You can find a lot of useful tips on this website. Câu 5. They should make an outline for their presentation. Và đến với phần từ vựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái cách học khác nhau. Cũng là chủ đề chính của Unit 8 này đúng không ạ? Chúng ta có các từ và cụm từ ở cột phía bên tay trái và các nghĩa tương ứng của nó ở phía bên tay phải. Các cách học face to face, học đối diện, mặt đối mặt này. Prepare for strategy này, online learning và blended learning. Blend có nghĩa là kết hợp nha các em nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng nhìn sang cột bên phải này. Chúng ta cùng xem qua một lượt những cái từ khóa ở các đáp án này. Intended plan tức là những cái kế hoạch đã được định trước này để đạt được một cái mục đích cụ thể nào đấy này. Câu B là kết hợp những cái nguyên liệu học tập online lẫn những cái phương pháp học tập truyền thống. Câu C là close together, gần nhau và facing each other, đối mặt với nhau. Rồi, câu D, làm cho mọi thứ ready to be used, sẵn sàng để được sử dụng này. A way of learning that happens on the internet, một cách học mà xảy ra trên internet, diễn ra trên internet. Rồi, các em thấy mình có thể dễ dàng chọn được đáp án rồi đúng không? Câu 1 chúng ta sẽ nối với đáp án C. Rồi, chính là phương pháp học mặt đối mặt trực tiếp đấy. Câu 2, prepare, chuẩn bị. Rồi, chúng ta sẽ nối đáp án D, tức là làm cho mọi thứ sẵn sàng để sử dụng. Và strategy, chiến lược, đúng không ạ? Thì nó chính là một cái kế hoạch đã được lên trước, dự định từ trước để mà có thể đạt được một cái mục đích nào đấy. Online learning thì chắc chắn nó là một cái cách học mà xảy ra, diễn ra trên internet rồi. Và cuối cùng, chúng ta còn từ blended learning, có nghĩa là phương pháp học tập kết hợp. Thì nó sẽ kết hợp những cái tài liệu trực tuyến với cái phương pháp học truyền thống. Và sau bài tập này chúng ta sẽ đến với một cái bài tập mà chúng ta sẽ cần dùng những cái từ ở cột phía bên tay trái. Câu số 1, cái gì này, cái phương pháp học nào này thì cho phép chúng ta communicate with teacher immediately and directly.
Giao tiếp với giáo viên một cách trực tiếp và ngay lập tức thì có cái nào nhỉ các em? Rồi, chắc chắn là chỉ có face to face thôi. Phương pháp học trực tiếp này, đối mặt này. Câu số 2, one benefit of, một cái lợi ích của, thì là you can learn anytime and anywhere, học bất cứ thời gian nào, bất cứ đâu. Phương pháp nào đây các em? Chỉ có online learning thôi đúng không ạ? Nó diễn ra trên internet nên là mình mới có thể học bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Câu số 3, our teachers always encourage us to gì gì đó lessons before class. Giáo viên của chúng tôi thì luôn luôn khuyến khích chúng tôi làm gì đấy với những cái bài giảng trước khi đến lớp. Chúng ta chỉ có từ chuẩn bị thôi đúng không ạ, là hợp lý nhất. Rồi, câu số 4, you need a specific to improve your English speaking skills. Bạn cần một cái gì đấy cụ thể để cải thiện cái kỹ năng nói tiếng Anh của mình. Và ban nãy các em có nhớ cái từ nào mà gắn với cả specific không? Nó chính là strategy, đúng rồi, một cái chiến lược cụ thể. Và câu cuối cùng, chúng ta chỉ còn duy nhất cái từ blended learning. Rồi, phương pháp học tập kết hợp thì combines, có nghĩa là kết hợp những cái video online lẫn những cái phương pháp học tập truyền thống, traditional classroom, lớp học truyền thống. Phần ngữ pháp, các em sẽ được học về relative clause, mệnh đề quan hệ. Rồi, các em hãy dành ra một chút thời gian để đọc qua cho cô hai cái cột đang hiện ở trên màn hình. Và chúng ta sẽ nối với một nửa ở phần bên trái với một nửa của nó thích hợp ở phần bên phải. Câu số 1 chúng ta có là Mr. Smith was talking to the students. Thầy Smith đang nói chuyện với những sinh viên. Gì đây? Chúng ta cùng xem từng đáp án nhé. That explains how to use voice recorders. Giải rằng là giải thích sử dụng máy ghi âm như thế nào hả? Không phải đúng không? Rồi, is lower. Rồi, không hợp lý. Which is in the middle of Vietnam, ở giữa Việt Nam. Cũng không hợp lý đúng không? Whose presentation was really impressive. Rồi, đây chính là đáp án chúng ta đây này. Những người mà có những cái bài thuyết trình thực sự ấn tượng. Ok, ở đây thì chúng ta có đại từ quan hệ whose, là một vai trò tân ngữ trong mệnh đề quan hệ. Và nó đứng trước từ presentation để mà chỉ sự sở hữu của cái danh từ đứng trước nó, đấy là từ students. Thì câu này chúng ta sẽ dịch hoàn chỉnh là thầy Smith đang nói chuyện với những sinh viên mà có bài thuyết trình thực sự ấn tượng. Câu cuối was quite interesting là không phải rồi. Rồi, câu số 2. The film which we saw yesterday. Cái bộ phim mà chúng ta đã xem ngày hôm qua. Nối với cái gì là phù hợp nhất đây các em? Chúng ta vừa dịch một lượt nghĩa ở cột bên tay phải rồi đấy. Rồi, nó sẽ phù hợp nhất với câu Y, đúng không ạ? Was quite interesting. Ở đây chúng ta có đại từ quan hệ which, đấy, nó sẽ đóng vai trò làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ và xác định cho danh từ chỉ vật đứng trước nó, đấy là the film. Rồi, thì cả câu này có nghĩa là bộ phim mà chúng ta xem ngày hôm qua khá là thú vị. Câu số 3, the speaker who will share new learning activities in our workshop. Vị diễn giả, người mà sẽ chia sẻ những cái hoạt động học tập mới trong workshop của chúng ta. Có cái nào là phù hợp nhất đây các em? Còn mỗi đáp án A, B, C đúng không? Rồi, thì chúng ta nối với B. Is Laura. Rồi, là Laura, tên là Laura. Thế đại từ quan hệ who ở đây có nghĩa là gì đây? Nó đóng vai trò làm chủ ngữ cho mệnh đề quan hệ này. Và bổ sung thông tin cho danh từ đứng ngay trước nó, đấy là từ the speaker. Rồi, câu 4. We often go to Đà Nẵng. Đà Nẵng thì ở đâu? Ở miền Trung của Việt Nam đúng không ạ? Which is the middle of Vietnam? Ở đây, đại từ quan hệ which đóng vai trò làm chủ ngữ và bổ sung thông tin cho danh từ chỉ vật đứng trước nó, đấy là Đà Nẵng. Và câu cuối cùng, các em chỉ còn lại đáp án số 5 và câu A đúng không ạ? My cousin gave me an instruction book that explains how to use voice recorders. Instruction book có nghĩa là sách hướng dẫn này. Và đại từ quan hệ that ở đây đóng vai trò làm chủ ngữ và xác định cho danh từ đứng trước nó, đấy là cụ. An instruction book. Anh họ của tôi đã đưa cho tôi một cuốn sách hướng dẫn giải thích cách sử dụng máy ghi âm. Đó, thì thông qua các câu này các em đã hiểu hơn một chút về các đại từ quan hệ lẫn cách dùng đúng không ạ? Và chúng ta cùng tổng kết lại này. Cái mệnh đề quan hệ thì sẽ đưa nhiều thông tin hơn
về một người hoặc là một vật nào đấy bằng cách là xác định cái danh từ ở trước nó. Nó thường bắt đầu bằng những cái relative pronoun, có nghĩa là những cái đại từ quan hệ như là who này, that này, which hoặc là whose. Và chúng ta có hai loại mệnh đề quan hệ. Thứ nhất là mệnh đề quan hệ xác định, được gọi là defining relative clause, thì nó cung cấp những cái thông tin cần thiết, essential information, về một người hoặc là một vật được nhắc đến. Ví dụ như là the man who visited us yesterday is a famous doctor. Người đàn ông mà đã đến thăm chúng tôi ngày hôm qua là một bác sĩ nổi tiếng. Thì ở đây cái cụm màu đỏ của chúng ta này chính là mệnh đề quan hệ để giải thích, bổ sung cho cái việc là chủ ngữ người đàn ông ở đằng trước. Và một loại nữa đấy là non-defining relative clause, tức là mệnh đề quan hệ không xác định, thì nó không đưa ra những cái thông tin essential, tức là cần thiết, mà nó chỉ đưa ra là extra information, tức là những cái thông tin thêm vào thôi về một người hoặc là một vật được nhắc đến, và nó thường được đặt giữa các dấu phẩy. Ví dụ như my uncle who visited us yesterday is a famous doctor. Bác tôi, người mà đến thăm chúng tôi ngày hôm qua thì là một bác sĩ nổi tiếng. Ở đây các em có thể thấy là với mệnh đề quan hệ xác định thì chúng ta sẽ không thể bỏ cái cụm màu đỏ này đi được, bởi vì là nếu bỏ đi thì chúng ta sẽ không xác định được cái chủ ngữ đấy là ai. Thế còn với mệnh đề quan hệ không xác định thì nếu như bỏ đi cái phần màu đỏ này thì chúng ta vẫn hiểu được nghĩa của câu. Thế cho nên mới nói là nó chỉ đưa ra những cái thông tin extra, tức là thêm vào thôi. Rồi, ok. Và phần cuối cùng trong bài học ngày hôm nay, các em sẽ kết hợp những cái câu sau sử dụng các đại từ quan hệ là who này, that, which hoặc là whose, và sử dụng dấu phẩy nếu cần thiết. Rồi, câu số 1 này. Anh trai tôi thì dạy tôi cách sử dụng laptop này. Anh ấy giỏi máy tính. Ừ, thì ở đây các em sẽ sử dụng đại từ quan hệ nào đây? Chỉ người đúng không? Chúng ta sẽ dùng who và bổ sung thông tin cho danh từ my brother, đúng không? Anh trai của tôi. Vì danh từ này có tính sở hữu là my nên là đây sẽ là mệnh đề quan hệ không xác định và chúng ta phải đặt nó giữa dấu phẩy. My brother, các em đánh dấu phẩy này. Who is good at computers, đánh một dấu phẩy nữa. Teaches me how to use a laptop. Câu số 2, Peter thì là một người bạn của tôi. Chị gái của anh ấy thì đang học một cái khóa học toán online. Ở đây chúng ta cần phải nối hai câu này và chúng ta thấy cụm là his sister, chị gái của anh ấy, chỉ sự sở hữu đúng không các em? Vậy thì chúng ta sẽ phải sử dụng đại từ quan hệ là whose. Rồi, nó sẽ đóng vai trò làm tân ngữ và chỉ sự sở hữu cho danh từ, chỉ người đứng trước nó là Peter. Rồi, và Peter ở đây là danh từ riêng nên là đây sẽ là mệnh đề quan hệ không xác định. Các em cần thêm dấu phẩy. Peter này, người mà có chị gái đang học một cái khóa học toán online thì là bạn của tôi. Được chưa? Các em nhớ đặt dấu phẩy nhé, như trên màn hình. Câu số 3, Lan đã đọc cuốn sách, tôi thì đã cho cô ấy mượn cuốn sách ấy. Thì ở đây cái câu mà chúng ta cần viết lại ấy, sẽ là Lan đã đọc cuốn sách mà tôi cho cô ấy mượn, đúng không ạ? Và ở đây chúng ta sẽ dùng đại từ quan hệ nào đây? Rồi, chúng ta sẽ phải dùng which. Đấy, đóng vai trò làm tân ngữ và xác định cho danh từ chỉ vật đứng trước nó, đấy là the book. Ngoài ra, các em có thể dùng that nhé, tại vì là that có thể thay cho which và không cần dùng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ xác định. Câu 4, the boy has designed this invention. Cậu bé đã thiết kế ra cái phát minh này. Cậu ấy chỉ mới 10 tuổi. Thế thì cái câu chúng ta cần viết ấy phải là cậu bé, người mà đã thiết kế ra cái phát minh này thì chỉ mới 10 tuổi. Ở đây chúng ta sẽ dùng đại từ quan hệ là who, đúng không ạ? Đóng vai trò làm chủ ngữ và xác định cho danh từ chỉ người đứng trước nó là the boy. Và đây là mệnh đề quan hệ xác định nên chúng ta có thể dùng cả that thay cho who cũng được. Và câu này sẽ không có dấu phẩy nhé. Câu số 5, cái ứng dụng này thì rất là dễ dùng, easy to use. Nó có thể giúp bạn cải thiện cái phát âm tiếng Anh của bạn. Viết lại bắt đầu bằng that up. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ dùng đại từ quan hệ nào ạ? Sẽ dùng which, đúng không ạ? Thì nó đóng vai trò làm chủ ngữ này và bổ sung thông tin cho danh từ chỉ vật đứng trước nó, đấy là that up, ứng dụng đó. Vì danh từ này có that cho nên là nó, mình đã biết nó rồi và đây sẽ là mệnh đề quan hệ không xác định nha các em, nên là chúng ta cần phải thêm dấu phẩy. Cái ứng dụng đó, cái mà có thể giúp cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn thì rất dễ sử dụng. Rồi, và đây cũng là phần cuối cùng trong bài học ngày hôm nay.
Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Các em đừng quên bấm nút like, subscribe channel của Anh Ngữ Jim và đón chờ những bài chữa sách giáo khoa tiếng Anh sau của Anh Ngữ Jim nhé. See you soon!